Gắp một ít mì tôm đã luộc ra thớt, dùng cái bàn là chỉnh lên mức nhiệt cao nhất để ép xuống sợi mì khiến nó bẹp ra. Sau khi làm xong thì dùng máy cắt nó ra thành hình vuông, cẩn thận dùng thước đo độ dài sao cho bằng nhau, rồi lấy một cái rũa mài mịn các cạnh, tiếp theo phết một ít sữa lên trên bề mặt. Những chỗ sữa trồi lên thì lấp đầy chúng bằng những hạt đường phèn. Cuối cùng là công đoạn trang trí, nhìn thì đẹp mắt nhưng làm thì cực, ăn lại chưa đủ dính kẽ răng.